Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trong chương trình vật lý lớp 10, thầy sẽ hướng dẫn, thầy sẽ đi à, nói về cái bài dạng đó là bài ba định luật Newton. Thì bài ba định luật Newton đây là một trong những bài rất quan trọng, đúng không? Nó sẽ là trọng tâm của cái chương 2 của chúng ta. À, những cái dạng bài tập thì chủ yếu những cái dạng bài tập ví dụ như chúng ta áp dụng phương pháp động lực học đi thì chủ yếu chúng ta sẽ vận dụng cái kiến thức của bài ba định luật Newton rất nhiều và ở trong cái video số 1 này thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái giải chi tiết những câu trắc nghiệm định tính tức là những câu trắc nghiệm ở mức độ ở lý thuyết tại vì nhiều khi trong cái đề thi của ông ta hoặc đề kiểm tra của ông ta thì thầy cô trên trường người ta sẽ cho chúng ta là những câu vật lý những câu bài vật lý của ông ta thì nó có hai dạng một dạng là vừa trắc nghiệm lý thuyết mà vừa một dạng đó là trắc nghiệm bài tập đúng không thì để làm được giải quyết được những cái câu trắc nghiệm định tính trắc nghiệm lý thuyết này thì đòi hỏi chúng ta phải hiểu được bản chất hiểu rõ được bản chất vật lý của nó đồng thời chúng ta phải biết cách vận dụng đúng không cái bản chất vật lý đó cái tính chất vật lý đó chúng ta sẽ giải thích được các hiện tượng tự nhiên nó như thế nào và bây giờ trong cái video số 1 này thầy sẽ hướng dẫn dạy chi tiết cho các bạn. Còn cái video số 2 thì ngày mai đúng không? Có thể là ngày mai rồi chúng ta sẽ có một cái video số 2 nói về những cái câu trắc nghiệm bài tập của cái bài ba định luật Newton. Thì các bạn có thể tải về đúng không? Chúng ta có thể tải cái những cái câu trắc nghiệm này về chúng ta có thể làm lại hoặc là chúng ta tham khảo thì link tải thầy sẽ để ở dưới cái phần mô tả video này. Rồi, bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu nha. Câu số 1. Khi vật à, chịu tác dụng của hợp lực có độ lớn và hướng không đổi thì câu A vật sẽ chuyển động tròn đều. Câu B vật sẽ chuyển động thẳng nhưng đều. Câu C vật sẽ chuyển động biến đổi đều. Và câu à, D vật chuyển động đứng yên, chuyển động hoặc đứng yên thì bây giờ chúng ta nhớ nè theo định luật hai Newton nếu vật chịu tác dụng của hợp lực có độ lớn không đổi thì lúc đó nó sẽ sinh ra một cái gia tốc a đúng chưa chúng ta sẽ có gia tốc a tại chúng ta đã có gia tốc a rồi đây thầy nói lại ha chỗ này ha nếu mà lực tác dụng lên vật có độ lớn không đổi có độ lớn và hướng không đổi thì lúc đó nó sẽ làm cho vật à, nó sẽ sinh ra nó sẽ gây ra gia tốc cho vật đúng không theo định luật hai và gia tốc a này sẽ bằng f chia cho m được chưa gia tốc a của chúng ta sẽ bằng f chia m vậy cái câu số 1 này đáp án a nè vật sẽ chuyển động tròn đều là sai rồi chuyển động tròn đều thì lực của chúng ta đó là luôn hướng vào tâm lực đó là lực hướng tâm đó các bạn như vậy người ta nói đây là hướng không đổi như vậy chuyển động tròn đều là không đúng rồi câu uh, câu b này Chúng ta coi câu đề trước đi ha. Vật sẽ chuyển động hoặc đứng yên thì đây câu này là không đúng. Tại vì theo định luật 1 Newton á, một vật đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều thì hợp lực tác dụng lên nó phải bằng 0 mới được. Đúng không? Hợp lực tác dụng lên nó phải bằng 0 hoặc là nó không có lực nào tác dụng lên. Được chưa? Như vậy cái câu này người ta nói độ lớn và hướng không đổi như vậy là e này nó không bằng không được nó khác không rồi ép hợp lực khác không rồi như vậy chắc chắn vật này sẽ không là chuyển động thẳng không đứng yên hoặc là không uh, không chuyển động được không chuyển động thẳng đều được do đó câu d cũng là sai bây giờ chúng ta thấy nè khi ép không đổi thì dẫn đến a là hằng số mà trong chuyển động biến đổi đều thì gia tốc là hằng số do đó cái câu số 1 đáp án đúng của mình phải là chuyển động biến đổi đều thẳng biến đổi đều Đáp án C mới đúng nha Còn cái câu B chuyển động thẳng nhanh đều Thì nó nằm trong cái câu C rồi Cái câu C là chuyển động biến đổi đều Là nó hợp, nó bao gồm Cả chuyển động nhanh dần đều Và chậm dần đều nữa Để chưa chúng ta phải phân tích kỹ như vậy Chúng ta phải hiểu rõ bản chất vật lý như vậy Thì chúng ta mới làm tốt được những câu trắc nghiệm lý thuyết Nhiều bạn nhắn tin lại cho thầy Nói là thầy ơi em làm những câu trắc nghiệm lý thuyết rất là dở Đúng không? Bài tập thì em làm được Đúng rồi Tại vì chúng ta chưa hiểu rõ bản chất vật lý của nó Rồi Bây giờ ta qua câu số 2 Chọn câu sai Trong tương tác giữa hai vật Gia tốc mà hai vật thu được Luôn ngược chiều nhau Có độ lớn tỷ lệ thuận với khối lượng của chúng Đúng không? Gia tốc mà Gia, Trong tương tác giữa hai vật Theo định luật ba Newton đó BA đây thầy có nha, ví dụ như BA nè, Tác dụng lên BB một lực thì đây là F do ví dụ như đây là A tác dụng lên B đi. Thì theo định luật hai Newton, B sẽ tác dụng lên A một lực cũng y chang này luôn. Được không? Hai lực này có độ lớn bằng nhau, cùng phương nhưng ngược chiều. Do đó dẫn đến gia tốc A này nó sẽ Đúng không? A vector này là hai vector đối nhau. A1 và a hai là hai vector đối nhau đúng không ạ chúng ta lưu ý ví dụ như đây là a1 đi đây là à, vật b nó thu được gia tốc là a2 đi thì hai vectơ này là đối nhau như vậy cái câu này là đúng nè gia tốc mà vật thu được ngược chiều nhau là chính xác nè nhưng cái ý b người ta nói có độ lớn tỷ lệ thuận với khối lượng là sai tại theo định luật 2 Newton a bằng f chia m mà vậy a phải tỷ lệ nghịch với m mới đúng do đó cái vế sau là sai chúng ta chọn đáp án a còn cái câu b nè hai lực trực đối đúng không đây hai lực này chính là hai lực của định luật ba newton nè thầy nhắc lại nha hai hòn bi hai viên bi a và bi b va chạm với nhau thầy giả sử như bi a tác dụng lên bi b một lực đây là f b ngược lại theo định luật b newton ba newton b sẽ tác dụng lên a một lực điểm đặt cũng ngay bi a đúng không có phương ngược lại đây là b tác dụng lên a để chờ hướng ra đây Hai lực này chính là hai lực trực đối. Anh này gọi là lực thì anh kia gọi là phản lực và ngược lại. Hai lực này mặc dù nó có độ lớn bằng nhau, cùng phương, ngược chiều nhưng nó không được gọi là hai lực cân bằng vì lý do nó đặt trên hai vật khác nhau. Đúng chưa? Chúng ta nhớ hai lực cân bằng là hai lực phải cùng tác dụng lên một vật, cùng độ lớn, cùng phương nhưng ngược chiều. Như vậy hai lực trực đối nó khác với hai lực cân bằng ở một chỗ duy nhất thôi. Đó là đặt trên hai vật. Như vậy câu B này. Hai lực trực đối đặt vào hai vật khác nhau nên không cân bằng chính xác. Câu C các lực tương tác giữa hai vật là hai lực trực đối, đúng. Hai lực trực đối chính là hai lực của định luật 3 Newton đó. Lực và phản lực có độ lớn bằng nhau chính xác luôn. Đúng không? Ta lưu ý điều này nha. Anh này gọi là lực thì anh kia gọi là phản lực và ngược lại được chưa? Rồi qua câu 3 Chọn câu đúng cặp lực và phản lực trong định luật bao tên Tác dụng vào cùng một vật là sai rồi Phải tác dụng vào hai vật mới đúng Tác dụng vào hai vật như vậy chúng ta thấy đúng nè Không bằng nhau là sai Bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá là sai Đúng không? Phải cùng giá tức là cùng phương đó Vậy câu số 3 đáp án đúng của mình là đáp án B Rồi qua câu số 4 không có lực tác dụng thì vật không thể chuyển động. À đây câu này nhiều người chúng ta thể hiểu theo nghĩa đen đúng không? Là không có lực tác dụng lên vật thì vật không thể chuyển động. Đây là sai. Tại vì theo thí nghiệm lịch sử của Galileo đó ông ta bỏ ông ta thả máng nghiêng trên thả viên bi trên hai cái máng nghiêng đó. Nếu chúng ta Galileo quan niệm rằng nếu bỏ qua lực ma sát ở trên máng nghiêng hai đúng không đây chúng ta nhớ đây thí nghiệm lịch sử của Galileo nha. Ví dụ như máng nghiêng hai nằm ngang và chúng ta ông ta bỏ qua lực ma sát thì lúc này viên bi này nó sẽ chuyển động mãi mãi. Đúng không? Và lúc này viên bi sẽ chỉ chịu tác dụng của hai lực thôi. Thứ nhất là trọng lực B và thứ hai là phản lực của cái máng nghiêng này N. Và hai lực này chính là hai lực cân bằng lẫn nhau. Như vậy hợp lực của nó bằng không. Vậy người ta nói rằng một vật không có lực tác dụng thì vật không thể chuyển động. Đây là sai theo vi phạm của định luật 1 Newton luôn. Tại vì định luật 1 Newton nói rằng một vật đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều. Đúng không? Chuyển động thẳng đều thì không có lực tác dụng lên nó. Nó vẫn chuyển động thẳng đều được nha. Không có lực tác dụng lên nó vẫn chuyển động thẳng đều được. Hoặc là nó các lực tác dụng lên nó phải bằng không. Như vậy người ta nói câu này không có lực tác dụng lên vật thì không thể chuyển động đây là sai vi phạm ngay cái định luật 1 Newton được chưa câu b một vật bất kỳ chịu tác dụng của một lực có độ lớn tăng dần thì chuyển động nhanh dần chính xác ở đây chỉ có một lực thôi đúng không theo một lực như vậy độ lớn tăng dần thì vật sẽ chuyển động nhanh dần lên được chưa nhanh dần thôi chứ không đều nữa nha Tại vì lực càng càng lớn đúng không lực càng tăng thì vận tốc của nó càng tăng đúng chưa ạ như vậy câu b là đúng nè à. đúng không ta nhớ điều đó còn câu c một vật chịu tác dụng đồng thời của nhiều lực mà vẫn chuyển động thẳng đều đúng rồi trường hợp này ép hợp lực này bằng không thì nó vẫn chuyển động thẳng đều được chưa à, đây chúng ta coi câu uh, xin lỗi thì uh, nói lại cái ở câu uh, số b này nhá một vật bất kỳ chịu tác dụng của một lực có độ lớn tăng dần đúng không một vật bất kỳ chịu tác dụng của một lực thôi có độ lớn tăng dần thì chuyển động nhanh dần rồi câu c nè một vật có thể chịu tác dụng đồng thời của nhiều lực mà vẫn chuyển động thẳng đều à với điều kiện này nó chuyển động thẳng đều được thì với điều kiện là ép hợp lực phải bằng không nha như vậy câu này vẫn là sai nha rồi Câu D nè. Một vật không thể nào chuyển động một vật xin lỗi không vật nào có thể chuyển động ngược chiều với lực với lực tác dụng nó, đây là sai. Chúng ta nhận thấy ví dụ như cái xe đang chuyển động, người ta đạp thắng, tức là hãm phanh đó thì lực kéo nó, lực của động cơ nó cản trở nó ngược chiều chuyển động, như vậy nó vẫn uh, chuyển động theo chiều ngược với chiều của lực tác dụng lên nó. Do đó, cái câu số 4 đáp án đúng của mình là đáp án B. Được chưa? Rồi à, Câu số 5 Chúng ta nghiên cứu câu số 5 Chọn phát biểu đúng Nếu không có lực tác dụng vào vật Thì vật không chuyển động được Đây là sai Vi phạm định luật 1 Newton Định luật 1 Newton nói rằng Một vật đang chuyển động thẳng đều Nếu các lực tác dụng lên nó mất đi Hoặc không có các lực tác dụng lên nó Hoặc là hợp lực tác dụng lên nó bằng không Đúng không? Như vậy nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động được. Đây là sai. Câu B. Lực tác dụng luôn cùng hướng với biến dạng. Đây cũng là sai. Đúng không? Lực tác dụng luôn cùng hướng với biến dạng là sai rồi. Chưa đúng nha. Có thể là ngược hướng với biến dạng thì sao? Đúng không? Câu này chúng ta kết luận chưa được. Chưa được. Câu C. Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tác dụng cũng là chưa đúng luôn. Được không? Câu D nè Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi là chính xác đáp án D Tại vì chúng ta nhớ nè Lực Tác dụng của lực Lực làm gây ra hai tác dụng Một tác dụng thứ nhất là làm thay đổi chuyển động Tác dụng thứ hai làm cho vật bị biến dạng Đúng không? Như vậy giả sử như một vật đang chuyển động thẳng đều đi Nó có một lực khác tác dụng lên nó Thì vận tốc của nó chắc chắn sẽ thay đổi rồi như vậy đáp án D là đáp án đúng. Câu số 6, dưới tác dụng của một lực vật đang thu gia tốc, đúng không? Đang thu gia tốc nha. Nếu lực tác dụng lên vật giảm đi thì độ lớn của gia tốc sẽ Đây, thu gia tốc a bằng f chia m. Theo định luật ra như tên. nếu lực giảm như vậy dẫn đến gia tốc giảm, đáp án B. Câu 7 hãy chỉ ra kết luận sai lực là nguyên nhân đúng không chúng ta nhớ nguyên nhân tác dụng của vật lực tác dụng lên vật có gây ra làm hai gây ra hai kết quả thứ nhất là thay đổi chuyển động nè thay đổi chuyển động thứ hai làm vật biến dạng nè được chưa như vậy câu a là vật chuyển động là sai rồi lực là nguyên nhân làm cho vật chuyển động là sai chưa đúng thay đổi chuyển động với vật làm vật chuyển động là sai hai cái ý này hoàn toàn khác nhau nha nếu lực là nguyên nhân làm cho vật chuyển động Đây là vi phạm lực định một 1 Newton như vậy sai nè Được chưa Rồi câu B hình dạng của vật thay đổi chính xác nè Có thể làm cho vật chính xác Câu C nè Độ lớn của vận tốc thay đổi Đúng rồi lực là nguyên nhân làm thay đổi chuyển động dẫn đến vận tốc thay đổi Câu D hướng chuyển động của vật thay đổi cũng chính xác Như vậy đáp án sai là đáp án A Câu số 8 vật nào sau đây chuyển động theo quán tính đúng không chúng ta đã định nghĩa tính chất là quán tính là tính chất của mọi vật có xuống bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn như vậy câu số 8 người ta nói rằng vật chuyển động trên một đường thẳng đúng không? vật chuyển động trên một đường thẳng là chưa đúng rồi vật nào sau đây chuyển động theo quán tính nha à, vật tự do rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát cũng không phải vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên nó mất đi à đây đáp án C đây chúng ta nhớ khi chúng ta chạy xe đạp chúng ta ngưng đạp thì cái xe này vẫn chạy thêm đúng không nó có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn tức là nó vẫn chạy tới nó vẫn chuyển động đi tới đi chưa ta lưu ý điều này đó là chuyển động theo quán tính còn cái câu D vật chuyển động tròn thì cũng không phải rồi ta định nghĩa quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn nữa ta lưu ý điều này cho thầy nha rồi câu số 9 nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng lên nó bỗng nhiên ngừng mất đi mất đi thì vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại là sai rồi đây vi phạm định luật 1. Đại định luật 1 nói rằng một vật đang chuyển động thẳng đều nếu các lực tác dụng lên nó mất đi thì nó vẫn chuyển động thẳng đều. Đúng chưa? Như vậy nếu các lực tác dụng lên nó bỗng nhiên mất đi thì vật này sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi. Cầu C vật chuyển ngay sang trạng thái chuyển động thẳng đều. Đó là định luật 1 Newton đó. Còn các câu còn lại đều sai hết. Câu số 10. Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang nếu ta ngừng đạp xe vẫn tự di chuyển đó là nhờ quán tính như nãy thầy mới nói rồi đáp án C. Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm cho nó chuyển động về phía trước là À, đây câu này thì chúng ta sẽ vận dụng định luật 1 Newton, xin lỗi định luật 3 Newton này. Khi chúng ta nhớ khi con ngựa này nó di chuyển nó đạp nó đi nó đi bước đi thì cái chân của con ngựa sẽ tác dụng vào đất một lực đúng không cái chân của con ngựa này sẽ tác động vào đất một lực thì theo định luật một theo định luật ba newton đất sẽ tác dụng lên chân của con ngựa một lực cũng cùng phương đúng không cùng độ lớn và ngược chiều tức là hướng lên đất nha sẽ tác dụng lên con ngựa một lực hướng lên phía trước làm cho con ngựa đi lên phía trước được Vậy dựa vào định luật 3 Newton, chúng ta thấy câu này lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động vào phía trước đó là lực mà đất tác dụng vào ngựa đáp án đề. Được chưa? Câu số 12. Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính thì ngay trong sách giáo khoa người ta nói rồi đó là khối lượng. Câu 13. Chọn phát biểu đúng. Vector lực tác dụng lên vật có hướng trùng với hướng chuyển động của vật. này chúng ta coi câu này đúng hay sai nữa nha. Vector lực tác dụng lên vật có hướng trùng với hướng chuyển động của vật là chưa chắc. Đúng không? Ví dụ như lực tác dụng, giả sử như lực cản đi thì nó ngược chiều chuyển động rồi. Đây là ép cản ngược chiều chuyển động. Như vậy chưa chắc vector lực tác dụng lên vật có hướng trùng với hướng chuyển động. Đây là chưa chắc. Câu B. Hướng của lực hướng của vectơ lực tác dụng lên vật trùng với hướng biến dạng cái này cũng chưa chắc luôn, đúng không ạ? Câu C hướng của lực trùng với hướng của gia tốc truyền cho vật, đúng. Theo định luật 2 Newton, vectơ a bằng f chia m. Vì m là số dương như vậy dẫn đến vectơ a và vectơ f hai này cùng phương cùng chiều. Chính xác. Câu này đáp án C nè, dựa vào định luật 2 Newton. Câu D nè, hướng tác dụng lên vật chuyển động thẳng đều có độ lớn không đổi đúng không ạ chưa câu này cũng chưa đúng lực tác dụng lên vật chuyển động thẳng đều có độ lớn không đổi là chưa được rồi nếu đây là chuyển động thẳng đều thì lực hợp lực của nó phải bằng không mới được chứ không phải là không đổi được chưa rồi đó là định luật 1 nha câu 14 trong các cách viết công thức của định luật 2 cách nào đây là đúng thì cái này đây các cách viết của động lực 2 F bằng M nhân A. Đúng rồi, nhưng có dấu trừ, nó sai. Ở đây, đúng nè. Vector F bằng M nhân vector A, đúng. Câu này sai vì nó có dấu trừ. Câu này sai vì nó thiếu vector. Như vậy, 14, đáp án A. Câu 15. Phát biểu nào sau đây là đúng. Nếu không chịu lực tác dụng lên vật, thì vật phải đứng yên. Đây, chúng ta thấy câu 15 nè. Nếu không chịu lực tác dụng lên vật, Đúng không? Thì vật phải đứng yên là chưa chắc, vật có thể là chuyển động thẳng đều thì sao? Đúng không? Đức đâu phải là đứng yên, không có lực nào tác dụng lên vật thì vật có thể là đứng yên hoặc là chuyển động thẳng đều. Được chưa? Ta lưu ý điều này nha. Như vậy câu B này. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên sai. Đúng không? Vi phạm định luật 1, nãy giờ thầy đã nói rồi. Nó chuyển động được nếu mà không có lực tác dụng lên nó thì nó vẫn chuyển động được, nó vẫn chuyển động thẳng đều. Được chưa? Câu C, khi vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn có lực tác dụng lên vật. À, đây chính xác đây. Tại vì lực là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc. Như vậy vật thay đổi vận tốc thì chắc chắn chúng ta biết phải có lực nào tác dụng lên nó thì nó mới thay đổi vận tốc được. Rồi, câu D, khi không chịu tác dụng lực lên vật nữa, vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại là sai. Vật đang chuyển động nếu không có lực thì nó sẽ chuyển đã qua trạng thái là chuyển động thẳng đều mới đúng nha. Như vậy câu số 15 đáp án đúng của mình, đáp án mình chọn là đáp án C. Câu 16. Tìm kết luận chưa chính xác về định luật 1 Newton. Còn gọi là định luật quán tính chính xác chỉ là trường hợp riêng của định luật 2 Newton, đây là sai nè. Đúng không? Định luật 1 Newton nó hoàn toàn khác với định luật 2 Newton. Định luật 1 Newton nói rằng một vật đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nếu không có lực tác dụng lên nó hoặc các lực tác dụng lên nó bằng không đúng không? Còn định luật hai Newton nói ra nguyên nhân làm cho vật thay đổi chuyển động đúng không? Xin lỗi nguyên nhân làm vật sinh ra gia tốc tức là có lực tác dụng lên nó thì nó mới sinh ra gia tốc a bằng F/GM. Đây hai cái định luật này hoàn toàn khác nhau như vậy người ta nói đây là trường hợp riêng là sai. Câu C trong hệ quy chiếu mà một trong hệ quy chiếu mà định luật 1 Newton được nghiệm đúng gọi là hệ quy chiếu quán tính chính xác. Tại vì định luật 1 được gọi là định luật quán tính. Câu đề cho phép giải thích nguyên nhân trạng thái cân bằng của vật. Đúng rồi. Tại vì chúng ta đã học về điều kiện cân bằng của chất điểm nè. Thì hợp lực tác dụng lên nó phải bằng không. Câu 17. Hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính quán tính? À, quán tính là tính chất của mọi vật có xuống bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn vậy bây giờ chúng ta coi câu a nè khi bút máy bị mực bị tắt mực tức là bút chúng ta tắt mực chúng ta viết à, viết, à, viết bi đó viết thiên long đó đúng không chúng ta tắt mực chúng ta vẩy mạnh xuống thì các phân tử nước nó sẽ di chuyển đi xuống nhưng chúng ta ngưng lại đúng không chúng ta vẩy mạnh chúng ta ngưng ngưng tay lại thì các phân tử nước này theo quán tính nó không ngưng lại mà nó vẫn bảo toàn xu hướng vận tốc cả về hướng và độ lớn tức là nó vẫn di chuyển đi xuống một chút nữa như vậy nó đi vào cái đầu ngòi viết của chúng ta chúng ta sẽ viết được được chưa đó là định luật một newton như vậy đây là thể hiện quán tính chúng ta không chọn nó tại người ta nói không thể hiện quán tính mà câu b viên bi có khối lượng lớn lăn xuống mang nghiêng nhanh hơn viên bi có khối lượng nhỏ như vậy chúng ta coi này vnp có khối lượng lớn ngăn xuống nhanh hơn vnp khối lượng nhỏ đây là không thể hiện tính quán tính đúng rồi là đáp án b ô tô đang chuyển động tắt máy nó vẫn chuyển động thêm một đoạn đường nó dừng lại chính xác tại vì quán tính là tính chất bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn tắt máy nó không dừng lại đột ngột nữa mà nó phải đi một đoạn đường nào đó nó bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn Câu D, một người trên xe buýt he xe hãm phanh đột ngột, người đó có xu hướng bị ngã về phía trước, đúng rồi. Xe đang chạy, dừng lại đột ngột, người này không thể nào dừng được ngột. Mà phải bảo toàn vận tốc tức là phải đi về phía trước một chút nữa, tức là bị ngã về phía trước. Như vậy, không thể hiện quán tính, đó là đáp án B. Câu số 18. Tìm kết luận chưa chính xác nếu chỉ có một lực duy nhất tác dụng lên vật thì vận tốc của vật thay đổi đúng không câu số này đúng nè nếu có một lực thôi thì đây là nguyên nhân làm gây ra nguyên nhân làm vật vật chịu tác dụng của một lực thì nó gây ra kết quả làm thay đổi chuyển động tức là thay đổi vận tốc chính xác rồi câu b nếu có lực tác dụng lên vật thì độ lớn vận tốc của vật bị thay đổi câu này là chưa chính xác nè đúng chưa nếu có lực tác dụng lên vật thì độ lớn vận tốc của vật bị thay đổi là sai. Nếu mà lực đó, hợp lực đó bằng không thì sao? Thì vật vẫn chuyển động thẳng đều. Như vậy câu này không đúng nè. Chúng ta chọn nó nè. Câu C, nếu có nhiều lực tác dụng lên vật mà các lực này cân bằng thì vận tốc không đổi là đúng rồi. Câu D, nếu vận tốc của vật không đổi thì không có lực nào tác dụng lên vật hoặc các lực tác dụng vật cân bằng nhau cũng đúng luôn. Câu số 19 trong các hiện tượng sau hiện tượng nào xảy ra không do quán tính bụi áo rơi khỏi áo thi kha rú mạnh đúng không khi chúng ta, ta cầm áo chúng ta vũ mạnh xuống một cái thì các phân tử bụi nó sẽ di chuyển đúng không à, xin lỗi áo nó sẽ di chuyển à, khi chúng ta dừng áo ngưng áo lại thì các phân tử bụi này nó không ngưng lại đột ngột mà nó phải di chuyển tiếp tục đi xuống một cái đoạn đường nào đó tức là nó văng ra khỏi cái áo như vậy chính xác Câu B Không do quán tính nha Câu B vận động viên nhảy chạy đà Trước khi nhảy cao Đây là không do quán tính nè Đáp án B nè Lưỡi búa được che vào cán khi gõ búa xuống nền Thì ở đây những bạn nào nông thôn ý, Thì chúng ta biết lưỡi búa đó Khi người ta về nhà Chúng ta hỏi ba mẹ chúng ta Hoặc là chúng ta lên Youtube đó Chúng ta search Chúng ta thấy che búa Tức là À, cái búa cái đầu búa hoặc bầu dao á người ta à, che vào cán thì người ta dọc mạnh xuống cái nền tức là cái đầu búa cái cán búa này à, cái đầu búa nó sẽ di chuyển xuống dưới cùng với cái cán búa nhưng mà khi cái cán búa nó đứng lại thì cái đầu búa không đứng mà nó di chuyển núng sâu thêm vào một chút nữa như vậy nó sẽ vào cán đúng không cái câu đề khi chạy xe hành khách ngồi trên xe nghiêng sang trái thì nghiêng sang trái khi xe rẽ sang phải đúng rồi như vậy đáp án b câu 20 kết luận nào sau đây là không chính xác hướng của lực có hướng trùng với hướng gia tốc mà lực truyền cho vật đúng rồi đúng chưa chúng ta nhớ là hướng của lực nha theo định luật hai newton a bằng f chia m vì m là số dương như vậy a và f cùng chiều nhau như vậy hướng trùng với gia tốc hướng lực trùng gia tốc chính xác Câu B. Vật chuyển động thẳng đều vì này chúng ta nhớ nè, vật chuyển động thẳng đều vì các lực tác dụng lên nó cân bằng nhau đúng. Câu C, vật chịu tác dụng của hai lực mà chuyển động thẳng đều thì hai lực chắc chắn này cân bằng đúng rồi. Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh trái đất là do các lực tác dụng lên vật lên vệ tinh nhân tạo cân bằng nhau là sai. Khi vệ tinh nhân tạo chuyển động xung quanh tròn đều xung quanh trái đất thì lực hấp dẫn giữa vệ tinh nhân tạo và trái đất đóng vai trò là lực hướng tâm và lực hướng tâm này nó vector lực hướng tâm luôn thay đổi vì phương của nó luôn hướng vào tâm phương chiều nó luôn thay đổi đúng không phương nó luôn thay đổi như vậy cái câu đê người ta nói vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều xung quanh trái đất là do các lực tác dụng lên vệ tinh nhân tạo cân bằng là sai nó chỉ có lực hấp dẫn thôi nha Câu 21 chọn câu sai Khối lượng của vật là đại lượng đặc trưng cho mức quan tính Ok Khối lượng là đại lượng vô hướng dương có tính chất cộng được luôn đó nha Đại lượng vô hướng tức là đại lượng không có phương chiều Người ta gọi là đại lượng vô hướng Và khối lượng thì không có khối lượng âm Vậy gọi là đại lượng vô hướng dương chính xác Lực và phản lực không cân bằng nhau chính xác luôn Đây không phải là hai lực cân bằng Câu đề trong tương tác giữa hai vật nhất định gia tốc mà chúng thu được ngược chiều nhau và có độ lớn tỷ lệ thứ khối lượng của hai vật. Đây ý sau là sai nè. Đúng không? Thầy đã nói ở cái câu uh, câu 2 hình như rồi đó. Ý đầu là đúng, gia tốc ngược chiều nhau chính xác nhưng độ lớn theo định luật 2, tên F phải tỷ lệ nghịch A phải tỷ lệ nghịch với M. Đáp án D là đáp án sai. Câu 22. Chọn phát biểu sai trong các kết luận sau đây một vật chuyển động đều thì quãng đường của vật đi được tỷ lệ thuận với thời gian chuyển động. À, đây chúng ta coi nè. Một vật chuyển động đều nha, quãng đường đi được tỷ lệ thuận với thời gian chuyển động chính xác. À chuyển động đều đúng không? Chúng ta coi chuyển động đều nha. Như vậy theo công thức S chuyển động thẳng đều S bằng V nhân T quãng đường tỷ lệ thuận với thời gian chuyển động. Câu B quãng đường vật đi được sau những khoảng thời gian bất kỳ bằng nhau thì bằng nhau đúng rồi vì chuyển động đều câu c vật chịu tác dụng của một lực không đổi là sai vật chịu tác dụng của hợp lực nó bằng không mới đúng như vậy đáp án c là đáp án sai vật chịu tác dụng của các lực cân bằng khi đang chuyển động ok đó là định luật một newton đó 23 câu nào sau đây là đúng trong một cơn lốc xoáy một hòn đá đá bay trúng vào cửa kính làm vỡ cửa kính như vậy khi hòn đá bay trúng vào cửa kính như vậy nó tác dụng vào cửa kính lên một lực đúng không nó tác dụng vào cái hòn đá này nó sẽ tác dụng vào cửa kính một lực thì theo định luật 3 newton kính cũng tác dụng vào hòn đá một lực ngược lại có độ lớn phải bằng nhau đúng chưa theo định luật 3 newton như vậy câu 23 chúng ta thấy lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính lớn hơn là sai lực của hòn đó tác dụng vào tấm kính về độ lớn bằng về độ lớn bằng lực của tấm kính với tác dụng vào hòn đá chính xác nè câu c lực của hòn đó tác dụng vào tấm kính nhỏ hơn là sai lực của hòn đó tác dụng vào tấm kính lớn hơn trọng lượng của tấm kính cũng là sai không biết được đúng không như vậy theo định luật ba newton câu b là câu đúng câu 24 khi vật chỉ chịu tác dụng của một lực duy nhất nhớ nha một lực duy nhất thôi câu a chỉ biến dạng mà không biến độ vận tốc đây không đúng rồi một lực duy nhất chỉ biến dạng mà không biến độ vận tốc là sai có một có lực thì chỉ có một lực duy nhất thì chắc chắn nó làm thay đổi chuyển động như vậy nó biến độ vận tốc câu b chuyển động thẳng đều mãi mãi có một lực thì làm sao mà chuyển động thẳng đều mãi mãi được đúng không chuyển động thẳng đều thì không có lực hoặc các lực tác dụng lên nó phải bằng không mà đây chỉ có một lực thì chắc chắn lực này hợp lực của ông ta phải khác không rồi nó bằng với cái lực đó như vậy câu b là sai câu c chỉ biến đổi vận tốc mà không biến dạng câu này cũng chưa đúng nè đúng không có thể làm biến dạng thì sao rồi câu d bị biến dạng hoặc biến đổi vận tốc chính xác được chưa? Thầy đã nói rồi. Tác dụng của lực nó gây ra hai tác dụng. Có thể là làm thay đổi chuyển động tức là biến độ vận tốc hoặc là biến dạng hoặc là cả hai trường hợp này luôn. Rồi, câu 25. Chọn phát biểu sai trong các kết luận sau đây. Một vật chịu tác dụng của một lực thôi nha, nhớ một lực nha. Khi vật đó đứng yên, đầy câu này là sai rồi. Một lực thì làm sao mà đứng yên được? đứng yên thì không có lực nào hoặc là hợp lực các lực tác dụng lên nó bằng không như vậy. Đọc vào là các bạn, nếu các bạn nắm rõ các bạn chọn ngày đáp án A cho thầy à, chọn phát biểu sai nha. À, câu này như vậy là câu này đúng nè. Đây chúng ta thầy đọc lại chỗ này ha. Chọn phát biểu sai trong các kết luận sau đây. Một vật chịu tác dụng của một lực khi vật đó đứng yên như vậy là à, của một lực một vật chịu tác dụng của một lực đúng không khi vật đó đứng yên như vậy câu này là à, câu này là đúng chứ đúng không ạ à, đây chúng ta coi lại nha chọn phát biểu sai trong các kết luận sau đây một vật chịu tác dụng của một lực một lực thì nó không thể nào đứng yên được đúng không ạ nó đứng yên khi các lực tác dụng lên nó cân bằng nhau đúng không ạ các dự lực tác dụng lên nó cân bằng nhau hoặc không có lực như vậy nó nói rằng nó thì vật khi vật đó đứng yên đây là đáp án sai chọn nó đúng rồi câu b vật đó thay đổi hình dạng đúng không vật đó thay đổi hình dạng à, đây là đúng rồi khi có một lực thì thay đổi hình dạng đúng không làm biến dạng đó vật đó thay đổi chuyển động cũng đúng luôn vật đó chuyển động nhanh lên hoặc chậm đi cũng đúng luôn được chưa như vậy đáp án sai là đáp án a ta đọc ta hiểu như vậy nha làm nhiều quá à. rít để tẩu hòa nhập ma luôn các bạn ơi câu số 26 hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động xe bất ngờ rẽ sang phải thì theo quán tính thì chúng ta phải rẽ sang trái nghiêng sang trái đã ban b bảo toàn vận tốc cả xu hướng và bảo toàn vận tốc kể cả hướng và độ lớn mà câu 27 chọn phát biểu đúng người ta dùng búa đấm một cây đinh vào một khối gỗ đúng không? người ta dùng búa đấm một cây đinh vào khối gỗ nha lực búa tác dụng vào đinh lớn hơn sai theo định luật ba newton phải bằng nhau đúng không búa tác dụng vào đinh thì ngược lại đinh sẽ tác dụng vào búa đúa, búa một lực y chang như vậy đúng không theo định luật hai ba newton mà fab phải bằng với trừ FBA mà được chưa về độ lớn phải bằng nhau mà đây nó nói lớn hơn sai câu B lực của búa tác dụng vào đinh về độ lớn bằng bằng lực của đinh tác dụng vào búa đúng nhỏ hơn là sai câu này cũng là sai câu 28 một vật đang chuyển động với vận tốc 3 mét trên dây bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì vật nó mất đi thì theo định luật một Newton lập tức nó sẽ chuyển động đúng không thẳng đều với vận tốc như cũ luôn và tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc cũng là 3 m trên dây. như vậy đáp án a theo định luật một nha không thể nào dừng lại được không đổi chiều được rồi câu 29 câu cuối cùng của cái video này khi một người kéo một thùng hàng đang chuyển động lực tác dụng vào người đó thầy đáp lại khi một người kéo một thùng hàng chuyển động lực tác dụng vào người làm lực tác dụng vào người làm người đó chuyển động về phía trước là đúng không? Là lực do câu A nè, lực người tác dụng vào xe chưa đúng nè. Rồi câu B, lực mà xe tác dụng vào người. Rồi cũng không được. Lực mà mặt đất tác dụng vào người đầy chính xác, đúng không? Câu này người ta gây nhiễu thôi. Khi chúng ta đi Chúng ta chuyển động được là lý do Chân chúng ta đạp vào đất một lực Ngược lại đất sẽ tác dụng vào chân ta một lực Hướng lên phía trước Giống như cái câu trên mà có Cái con ngựa chuyển động đó mới được Đúng không? Chúng ta lưu ý Như vậy người này chuyển động về phía trước là do Theo định luật 3 Newton Lực do mặt đất tác dụng vào chân của người đó Làm người đó chuyển động lên phía trước Rồi còn cái phần B là những cái câu trắc nghiệm bài tập này thì nói chung nó dễ. Thầy sẽ để dành ở cái video số 2 cho chúng ta. Thầy sẽ giải chi tiết ở video số 2 cho các bạn. Và các bạn muốn tải cái link này đề, cái đề này về, cái file bài tập này về. Thì chúng ta sẽ tải ở dưới của cái phần mô tả video. Thầy để sẵn dưới đó. Rồi, chào các bạn. Các bạn có gì thắc mắc các bạn cứ để lại bình luận. Thầy sẽ giải thích sớm nhất cho các bạn.